Hòa Minzy này đã ở một vị thế khác, chị không quậy, là Thúc Tiến quậy hơn cả chị. Khoảng chừng là 2 giây. Sao mới đầu không nói vậy đó? Thủy Tiên dự trước đám cưới mà ra 7.749 meme. Gương mặt chấn động khi không tìm thấy đôi guốc Gucci. Bình Lập, Hải Triều mới là những thánh quậy tới bến trong đám cưới Minh Tú. À, kim chi đỏ ao. Hôm phức kia. Cuối tuần qua, siêu mẫu Minh Tú đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Công chúng không khỏi quan tâm tới ngày vui của Minh Tú, bởi gần như nửa cái showbiz Việt đã tập trung về đây để chúc mừng cho nữ nghệ sĩ. Tại đám cưới, đã có rất nhiều khoảnh khắc đẹp diễn ra và được chia sẻ trên mạng xã hội. Dĩ nhiên là không thể thiếu những màn quậy đục nước của dàn sao, như làm dân tình bất ngờ nhất chính là Hòa Minzy. Khi cô vốn được trao danh thánh quẩy đám cưới, nhưng tại ngày vui của Minh Tú thì Hòa Minzy đã không còn quậy đục nước như trước. Đến tham dự đám cưới Minh Tú với chiếc đầm đen sang chảnh, Hòa Minzy nhanh chóng chiếm spotlight bởi vẻ ngoài nền nã, xinh đẹp của mình. Ai cũng nghĩ cô chỉ dịu dàng lúc đó thôi, còn vô tiệc rồi là biết tay nhau liền. Nhưng bất ngờ làm sao, khi vô tiệc rồi cư dân mạng vẫn chưa thấy Hòa Minzy quẩy tới bến, thay vào đó là khoảnh khắc nắm tay Đức Phúc, hát mở màn cho đám cưới vô cùng nghiêm túc. Sau khi làm ca sĩ thì Hòa Minzy đảm nhận thêm vai trò MC cho chương trình. Với tính cách vui vẻ của cô thì dĩ nhiên đám cưới được khuấy đảo hết cỡ rồi. Nhưng cư dân mạng chỉ tiếc là Hòa không quậy đục nước như bữa đám cưới Puka. Thay vì Hòa Minzy thì đám cưới Minh Tú xuất hiện một nhân tố mới quậy banh chương trình, đó là Thủy Tiên, hay còn được fan gọi yêu là anh Thúc Tiến. Không uổng là đám cưới sư phụ mình, Thủy Tiên thoải mái quậy, còn quăng hết cả guốc dép đi để bắt hoa cưới. Chỉ sau một chiếc đám cưới thôi, rất nhiều meme được Thủy Tiên tạo ra. Từ khoảnh khắc hớn hở khi được bế lên để bắt hoa cưới, đến mừng gớt nước mắt vì may mắn bắt được hoa cưới, và cuối cùng là biểu cảm chấn động khi biết mình quăng mất đôi guốc Gucci. Một trong những tấm meme đang được nhiều cư dân mạng chia sẻ nhất là khi Thủy Tiên nháo nhác đi tìm guốc, góc nghiêng xinh đẹp biến Thủy Tiên thành Neon lúc nào không hay. Mà phải công nhận cô giống thành viên của Twice thật. Bên cạnh Thủy Tiên, Huỳnh Lập cũng là cái tên lầy lội nhất tại đám cưới của Minh Tú. Đàm Vĩnh Hưng hát cứ việc hát, còn xoay khăn nhảy múa là việc của Huỳnh Lập. Hải Triều và Mai Bảo Vinh cũng có màn xuất hiện chấn động ngay từ những giây đầu tiên tại đám cưới Minh Tú. Cả hai lên đồ cực slay, có khi còn ấn tượng hơn cả cô dâu, thậm chí tính cho cô dâu ra rìa vì tranh nhau đứng bên chú rể. Minh Tú thấy thế cũng nhường spotlight, quả thực quá có hiếu với khách luôn. Cuối cùng, điều bất ngờ nhất vẫn là Hòa Minzy. Ai cũng tưởng Hòa đợt này tém rồi, bớt quậy rồi, nhưng không. Sau tiệc cưới, tăng hai mới là thời điểm mà Hòa Minzy quậy hết cỡ. Không còn gánh trọng trách làm MC hay ca sĩ nữa, cô ấy leo lên hẳn bàn DJ quậy cực sung, làm hai người em Đức Phúc và Eric được fan sang chấn tâm lý, sợ gãy bàn DJ của người ta là phải đền ốm. Nói chung là Hòa vẫn quậy, nhưng đợt này là chờ tới cuối mới quậy, chứ không có quẩy banh chành từ đầu tới cuối như trước nữa.